Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết khô nóng ở khu vực Nam Bộ sẽ còn tiếp diễn trong chiều nay và nhiều ngày tới. Còn ở khu vực miền Bắc thì hôm nay dự báo sẽ mưa rét cả ngày. Bởi vì dự báo chiều và đêm nay thì không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm xuống nước ta và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó là phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Liên tiếp có không khí lạnh bổ sung cho nên khắp khu vực từ Bắc Bộ trở xuống tới Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục rét. Trong đó ở khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng như là Hòa Bình, Yên Bái hay là Lào Cai trời sẽ tiếp tục rét đậm. Đối với vùng núi cao thì sẽ xảy ra rét hại. Khả năng rét như thế này sẽ kéo dài cho đến ngày mùng 2 tháng 3. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong chiều ngày hôm nay tại Cao Bằng hay là Lạng Sơn chỉ 11 đến 12 độ C. Đối với các thành phố khác bao gồm cả thủ đô Hà Nội thì mức nhiệt phổ biến trong khoảng là 15 đến 19 độ C. Tại Vinh, Hà Tĩnh hay là Sơn La thì nhỉnh hơn 20 đến 21 độ C. Và chỉ có riêng Điện Biên Phủ là mang trạng thái thời tiết khác hẳn, trời nắng và nhiệt độ cao là 31 độ C. Ở khu vực Tây Nguyên và phía Nam Trung Bộ thì chiều nay thời tiết chủ đạo vẫn sẽ là nắng. Nhiệt độ cao nhất từ Quy Nhơn trở xuống Phan Thiết hay là tại khu vực Tây Nguyên sẽ trong khoảng là từ 29 đến 33 độ C, trời hơi nóng. Nóng nhất ngày hôm nay vẫn là khu vực Nam Bộ, trời ít mây và nắng chói gần chục tiếng trong ngày, hầu khắp khu vực miền Đông, cũng như một số nơi của miền Tây như là Cao Lãnh, Châu Đốc hay là Vĩnh Long, mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ C. Cần Thơ hay là các nơi khác thì mức nhiệt trong khoảng là 33 đến 34 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, tại huyện đảo Hoàng Sa dự báo có gió cấp 4 đến cấp 5, từ đêm nay thì gió sẽ mạnh dần lên là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Đối với huyện đảo Trường Sa thì có mưa vài nơi, gió khoảng cấp 5, riêng phía Tây thì lưu ý gió sẽ có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Và cuối cùng sẽ là phần dự báo chi tiết cho một số thành phố trong chiều và tối nay.